Bài thứ nhất là của tổ thứ 10, thì ngài nói đó là người tu hành không có cái gì đặc biệt hết, rất đơn giản, chỉ cần trong một cuộc đời, thí dụ bây giờ mình mới phát tâm, thì từ bây giờ cho tới ngày trưa ngày mình chết, tất cả trong cái thời gian còn sống thì đầu tiên là tin được Phật Di Đà. Đó, không có cái gì lạ hết. Đầu tiên đó là có thể là cái lòng tin chưa có vững đó, thì sáng mình có thể nhớ Phật, chưa chiều là mình quên, tối thì mình quên, trước khi mình ngủ thì mình nhớ. Giống như vậy thì cái niềm tin đó tổ không có vừa ý. Mà tổ muốn đó là trong từ bây giờ cho tới chết, cả cái thời gian dài như vậy, lúc nào cũng phải tin nhớ Phật, lúc nào cũng phải tin tưởng ngài, và thấy là cái mạng người này rất là mong manh. Cũng như thầy Chân Bổn thấy nói là mới thấy cô Chân Ngọc khỏe cười đang nói chuyện với mình, cái cô đi tới cái chỗ đó, cái cô té xuống cái đứt mạch máu não, có nghĩa là trước mắt như vậy, chứ không có phải. Mà thầy nói là mình không có ngờ được, là mình cũng nghe nói thân người vô thường vậy, nhưng mà bây giờ trước mắt mình thấy mới khỏe, mới thì đây mà bây giờ sức khỏe không còn. Cho nên đó là tổ nói là trong cái người tu đó, khi mà đã tin, đã muốn giải thoát, thì trong mọi thời mọi khắc, lúc nào cũng phải tin Phật, lúc nào cũng phải cần ngài hết. Rồi, có nghĩa là trong cái cuộc đời của mình đó, trong cái tư tưởng, trong cái tâm mình, lúc nào cũng có một niềm tin sâu xa về Phật Di Đà, về thế giới Tây Phương và cái nỗi khổ ở đây, lúc nào cũng chứng kiến, chứ không phải là đợi thấy người ta khổ rồi mới chứng kiến. Mà mình giống như mình từng trải, mình sống, mình có nhiều kinh nghiệm cuộc đời, mình sẽ thấy nó là nó giống như nằm mơ vậy, khổ rất nhiều mà nó sẽ qua rất nhanh, rồi chúng ta sẽ đi đầu thai rất là mau. Cho nên đó là tổ nói làm sao mà trong hết thảy thời ông hãy tin rất sâu, mà niềm tin đó không bao giờ thay đổi. Cũng như ví dụ nghe người ta dạy thiền, nghe người ta dạy mật tông, nghe người ta dạy về giáo môn, về những cái pháp quán niệm của Phật, bao nhiêu pháp của Phật nghe, nhưng mà vẫn một lòng tin Phật Di Đà thì mới được, chứ không phải là nghe xong rồi bớt tin, không có muốn nương tựa Phật nữa, là muốn tự lực. Giống vậy thì đã tin Phật đó, thì ngày đêm đều hướng về ngài, đều tin tưởng là Đức Thế Tôn có lòng từ bi, có đại nguyện sẽ tiếp dẫn cho những người tin. Con là người rất tin ngài, ngài không bỏ con. Giống vậy, nếu như mà những cái lòng tham, những cái sự đắm chìm ở trong thế giới này mà đã giảm bớt, cũng như là mình giác ngộ, mình muốn đơn giản cuộc đời mình sống rất đơn giản để mình niệm Phật, thì những cái thứ đó mình sẽ bỏ từ từ. Tại những cái niềm vui ở đây nó rất là tạm thời, nó chốc lát thôi, rồi mình cũng phải từ bỏ nó. Tại vui tới một lúc rồi cũng phải là cái ngày đó phải tàn thôi, tại vì thân người vô thường, tới lúc nào đó rồi cái niềm vui đó cũng là giống như nằm mơ thôi. Cho nên người tu đã có niềm tin Phật thì sống cuộc đời rất là đơn giản. Những cái niềm vui, những cái danh văn lợi dưỡng, những cái thú vui đó đều có thể là buông xả từ từ hết. Trong lòng đó, trống trơn, không có để cái gì mà để ràng buộc mình. Tu theo nhân duyên, tu theo thời tiết, có nghĩa là ngày nào có phước báo thì tu trong phước báo, ngày nào mà có nghiệp chướng thì tu trong nghiệp chướng, chứ không đòi là phải có phước báo mới tu. Nghiệp chướng tới là không có tu được. Mà ngài nói tu là phải theo thời tiết, nhân duyên, có nghĩa là thân của chúng ta, nghiệp nó lôi làm sao thì chúng ta tu theo hoàn cảnh đó. Tại vì ngày đêm đều đặt cái niềm tin nơi Phật, đều sống cuộc đời rất đơn giản. Đơn giản nhất có nghĩa là ăn cho đầy đủ, mặc cho ấm, có cái nhà ở đàng hoàng, rồi một lòng tin Phật, hướng về Phật, là biết thế giới này rất nguy hiểm. Cũng như là nói cô Chân Ngọc đó, là trước mắt thì những người lớn tuổi thấy vậy đó, nhưng mà mình không có biết được, có thể mà rất nhanh, mình không có ngờ được đâu, mình không có. Bởi vì thấy vậy thì cái thân mình cũng vậy, có thể mình ngồi đây nhưng mà nó sẽ
nó sẽ thay đổi rất nhanh. Có thể mình không có kịp để mà tu, không có kịp để mình niệm Phật, không có kịp để dụng công. Cho nên đó là tổ rất là tha thiết nói mình là phải tu theo thời tiết, tu theo nhân duyên, mà phải bỏ hết những cái trong tâm đó, những cái chất chứa bỏ hết, ngày ngày đều theo cái hoa sen của Phật. Tại hoa sen thì có đài, có lọng, có bao nhiêu thứ là Phật sẽ tiếp đón mình để về cái ao thất bảo. Thì á, ngài nói đó, tổ nói từ xưa tới nay đó, người niệm Phật vãng sinh đều là như vậy hết. Là cái đó là từ thời các ngài truyền cho đệ tử, rồi đệ tử truyền cho đệ tử, các ngài đều sống đơn giản, đều tin Phật, đều niệm Phật, không có cái gì lạ hết đó. Các ngài đều sống như vậy, có nghĩa là thân tâm rèn luyện cho nó không có còn sống phức tạp nữa, nó không phức tạp nữa, sống rất đơn giản, ngày ngày mở mắt ra đều tin Phật Di Đà, sự tiếp dẫn, rồi niệm Phật, rồi sống một đời như vậy, mà sống theo nhân duyên nữa. Thí dụ ông vua ông ghét mình, ông đài mình thì mình cũng chịu, mình cũng niệm Phật vậy đó. Rồi người ta tân bốc mình lên tới chức vị cao nhất, mình cũng niệm Phật vậy, mình cũng sống đơn giản vậy, không có thay đổi. Nhiều khi mình không có giữ vững, người ta tân bốc mình lên mình thay đổi, mình ăn mặc khác, tư cách mình đổi như vậy không cho, phải đơn giản kìa. Càng lên cao thì càng bỏ hết cái đó mới được, tại vì nó mới quân bình. Còn càng xuống thấp vẫn giữ cái sự thanh tịnh của mình, chứ không phải xuống thấp rồi là mình cái tư cách mình nó tệ xấu đâu. Như các ngài mà giỏi đó, dù có bỏ tù đó thì cái sự cao quý của các ngài vẫn còn giữ, chứ không phải tới đó mà đói quá mà giành giật với người ta mà có thể hại người được đâu. Đó là tu theo hoàn cảnh nhân duyên. Phàm những người xuất gia hay là tại gia, những người trẻ, những người già mà đã biết tới tổ đó, đồng tu với tôi đó, thì tổ đó, khi mà tổ sống ở trên núi đó, thì những người tới với tổ đó thì ngài nói, hãy người nào biết tôi, dù già dù trẻ, dù xuất gia hay tại gia, người nào đều cũng nghĩ Sa Bà là hiểm ác đó. Hãy biết được tôi là đều nghĩ như vậy, tại vì ngài lúc nào cũng dạy vậy. Đều thấy nơi này là nơi hiểm ác, tại vì không có gì bảo đảm, có thể là ngủ một giấc tới sáng là cái cuộc đời đã thay đổi rồi, chưa chắc được khỏe vậy, có thể là đau cái này đau cái kia, rồi ngày tháng trôi qua nhanh, có thể là già chết rất là gần. Cho nên cái thế giới này, tổ nói đó là hãy ai biết tổ đó là đều thấy nó là thế giới rất là nguy hiểm, không có phải cái nơi mà có thể cười giỡn với nó được mà vui được đâu. Nó là cái nơi để chuẩn bị cho chúng ta đi vào lục đạo, mà thời gian rất ngắn, nó không hẹn. Những người sống với tôi đều thấy Sa Bà là khổ, đều cầu giải thoát ở trong cái sáu cái nẻo gập ghềnh, có nghĩa là sáu cái đường đi đó rất là khó, gập ghềnh là không có bằng thẳng, nó đi rất là cực khổ. Rồi những cái người ở với tôi đều rất là thích chính phẩm sen của Phật. Đó là vậy. Bởi vì ngày ngày đều tin Phật Di Đà mà, thời thời khắc khắc đều để cái niềm tin trong tâm chứ không có quên. Thì mình nếu mà không luyện như vậy thì sẽ quên. Mình phải luyện, ngài nói là mình phải luyện đó, là thức dậy là tin Phật, nhớ Phật. Hoàn cảnh xấu ra thì là biết nhân duyên thời tiết, chứ không có phải là bỏ Phật ra không tin nữa mà chạy theo nhân duyên thời tiết để giải quyết nó đâu. Hoàn cảnh xấu vẫn biết, vẫn tin Phật, vẫn niệm Phật. Mà như vậy đó thì đau đáu nghĩ tưởng Sa Bà là nơi khổ, là cái nơi mà đi vào sáu nẻo gặp ghềnh, mà chính phẩm là nơi để mà mình cầu. Thì á, cái sự mà dụng tâm như vậy đó thì so với người ở thế gian đó thì cách xa trời đất. Người thế gian là mê ở trong cái cuộc sống bình thường vậy rồi để chết đi vào sáu nẻo gặp ghềnh. Còn bây giờ mình đó là mỗi giờ mỗi khắc đều tin Phật, cầu chính phẩm sen. Cho nên cái nhân quả báo ứng nó cách xa trời đất, nó xa lắm. Vì người tu là người có đại phước, biết chọn con đường tương lai đó, không? Sanh trong hoa sen rất đẹp. Trong lòng đó, nếu mà đã có niềm tin sâu xa rồi, thì ở trong cái pháp niệm Phật á, cái tâm nó sẽ có hai pháp ưa và chán. Thì chân hiếu thường nói là hai pháp hân yểm. Hân yểm là tiếng Nho đó, tiếng Việt là ưa chán. Một cái là thích,
cảnh giới của Phật đẹp, thích Tây Phương, thích hoa sen, thích thánh chúng, một cái thì thấy cái cõi Sa Bà là nơi nguy hiểm, có thể tích tắc là bệnh ung thư, bệnh gì liền, chứ không có phải, không có dẫn chơi được. Mà lúc đó dù cho người thân cả nào cũng không cứu được mình, an ủi không nổi, dù cho có đem tiền, đem thức ăn ngon cũng không làm gì được, không mua chuộc ai được hết. Rồi mình phải bệnh với cái thân của mình rồi mình chết. Cho nên nơi này là nơi rất là nguy hiểm, mà hướng về Tây Phương để mà được Phật tiếp dẫn, mà ngàn đời là hết khổ. Còn nơi này sáu nẻo gặp gờn á, là sanh là chết, rồi sanh là chết, cứ như vậy. Cứ như vậy mà không có cái, không có cái ngày cuối cùng. Cũng như Phật cũng nói là không biết kiếp nào là kiếp cuối cùng. Nó là vô tận, thời gian nó là vô tận, cứ sanh là vậy. Cho nên nó là các tổ thường nói là cõi trời cao nhất tôi cũng từng làm qua, địa ngục khổ nhất tôi cũng từng ở qua. Trong tất cả thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, con vật gì tôi cũng có đầu thai qua giống như vậy đó. Mình đi nhiều như vậy, có như là nếm hết mùi đời rồi, mà bây giờ còn chưa chán đó. Mình chưa thích hoa sen thôi, hoa sen chưa nếm được, nó vậy. Trong tâm hai pháp ưa chán đó thì cái này sâu xa lắm. Cái này đó, khi mà niệm danh hiệu Phật mà có cái niềm tin sâu xa, có cái tiếng rất rõ trong lòng, rồi nhớ Phật rất là thương cái thế giới đó, thương Ngài đó, thì cái sự ưa thích và cái sự chán nó ở trong tâm mình nó hiện ra. Ưa chán đã có thì là có tịnh độ, có nghĩa là tu đúng rồi đó, niệm Phật đúng pháp là vậy. Nói là nó muốn khóc giống như vậy đó, nên nó ưa chán là vậy. Thì đó, cái người tu đúng pháp đó cần rất nhiều thời gian để hạ thủ, không phải là niệm cái tiếng Phật lên mà có hai cái tâm này đâu. Tiếng Phật nó chỉ là âm thanh thôi, chưa có cái tấm lòng. Tấm lòng của chúng ta phải rất là thành khẩn, phải tin Phật rất sâu xa, thì trong cái tiếng Phật đó, hai cái pháp ưa chán. Cái pháp ưa đó làm cho mình rất an lạc, cái pháp chán đó làm cho mình rất là buồn phiền, buồn cái thế gian này, chán thế gian này. Mà nếu mà ưa chán đó, thường là mình thích Tây Phương đó thì mình sẽ vui, sẽ cười. Không thích ở đây nhưng mà mình giống như mình có chiếc xe cũ gì, chiếc xe mới vậy đó. Trong lòng mình á, mình sắp sửa được cái xe mới, sắp sửa bỏ cái xe cũ giống vậy thì mình vui. Ưa chán thì nó mới thanh tịnh và nó mới có cái tâm, nó mới nội tâm, nó mới có Tây Phương, nó mới là đúng pháp được, nó mới vãng sinh được. Hai pháp này là bí yếu của tịnh độ. Nếu mà lòng không có ưa chán đó, thì niệm Phật khó mà nhập. Nếu mà đã có hai cái tâm ưa chán rồi, đã thích được Tây Phương rồi đó, thì không cần ở nhà hay là đi tới niệm Phật đường hay tới liên xã, hãy luôn luôn niệm cái Di Đà Phật làm chánh hạnh. Thì người xưa đó đọc sách đó thì lúc nào cũng có liên xã đó, tổ nào cũng nhắc, Ngài Ứng Quang cũng làm nữa. Có nghĩa là tập trung mấy trăm người niệm Phật. Lần ngày Lý Minh Nam cũng làm. Đa số là tại vì cái pháp này đó là tu chung đó, cái lực nó mạnh lắm, không có nên tu mình đâu. Tu chung tiếng Phật mạnh, mà tu chung đó mình nhìn bạn của mình tiến bộ hay là không tiến bộ, mình học hỏi, mình thấy người ta tiến thì mình cố gắng, mình thấy người ta giải đãi đó thì mình cũng nhớ, mình đừng có làm theo giống vậy. Cho nên tu chung tốt lắm, còn tu một mình đó thì không ai nhìn mình hết, lâu ngày mình không biết mình sao, mình không tiến được, đứng một chỗ lâu lắm. Tu chung mỗi ngày mỗi tu thì tiến bộ. Bây giờ liên xã rất quan trọng. Thì tổ nói nếu mà đã có hai pháp ở trong lòng đó, khi mà tiếng Phật đã niệm mà đã thích Tây Phương được và thấy cái thế giới này đã không còn thích nữa, là chán rồi, là sợ, thì như vậy đó, thì hoàn cảnh nào cũng niệm Phật, thấy việc thiện nào cũng làm. Là việc thiện đó là tâm mình thiện trước rồi mới tới cái hành động. Nhiều khi cái hành động thiện mà tâm chưa thiện đâu, nó cũng không có được tốt. Ví dụ mình thấy người ta té mình đỡ, nhưng mà mình còn thể đỡ chứ mình không có ưa ông này lắm, giống như vậy đó. Tâm nó không phải thiện. Còn nếu tâm nó thiện đó thì không phải vậy đâu. Tâm nó thiện đó rồi, cái vật làm việc thiện bên ngoài công đức mới lớn, mà cái đó là trợ hạnh cho vãng sinh. Hai pháp hân yểm, hai pháp ưa chán nè, có niềm tin lúc nào cũng nhớ Phật, lúc nào cũng tin được Phật, rồi niệm Phật rất nhiều, việc gì mà thấy lợi ích cho chúng sanh hay là cái tâm thiện đều
ráng mà tu cho nó được nhiều, cũng như là mỗi ngày mình nghĩ việc thiện rất nhiều, nghĩ cái gì cũng nghĩ cho người, nghĩ lợi ích cho người ta vui, làm gì cũng muốn cho người ta được tốt, đó là vậy là tâm thiện. Rồi đó, những cái xấu trong lòng đó, những cái giống như là sân si, rồi buồn, rồi giận, rồi ganh, những cái đó đó mỗi ngày hãy niệm Phật và mở lòng từ bi cho nó tiêu mất đi, nó sẽ tiêu mất đó. Thì như chân hiếu thấy rất rõ trong lòng đó, nó bị biến dạng rất nhiều. Không phải mình muốn mà được, mà mình tu lâu ngày rồi mình có tình thương. Mới đầu là tình thương, mình là tình thương giả, nhưng mà từ từ nó sẽ thiệt. Mới đầu là giả tạo lắm, thương bên ngoài thôi, thấy người ta khổ vậy chứ mà người ta hại mình là ghét liền giống vậy. Nhưng mà nếu mà lâu ngày rồi đó, tình thương nó sẽ sâu đậm hơn, thương người lắm. Thì nếu mà nhắc lại là tin được Phật Di Đà, hai là hai pháp hân hiểm có, thứ ba là niệm Phật, thứ tư là làm việc thiện, thứ năm là dẹp trừ hết những cái ganh ghét, những cái đó. Thứ sáu đó là biến hết những cái nặng nề trong lòng thành những cái nơi nhẹ nhàng, biến những cái chỗ xấu nhất trong lòng thành chỗ thanh tịnh. Đó là người bất an, phiền não bây giờ biến thành người thanh tịnh. Thì thanh tịnh xong rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó nói tiếp, hạnh nguyện hỗ trợ, vừa phát nguyện vãng sinh vừa làm việc thiện, tự nhiên muôn ngàn phần an ổn ở thế giới này, sống rất là an ổn. Tại vì cái tiếng Phật đó và cái tâm tư của mình vậy thì mình sống ở đây rất vững vàng, không có sợ gì hết. Nếu mà niệm Phật giỏi, sanh tử không có ngại, không có ngại là con chết sẽ đi đầu thai đâu, không có ngại đâu. Tại vì cái tiếng Phật nó làm cho mình có cái tính tâm rất mạnh. Mà như vậy đó thì là chỉ nhắc lại ha. Đầu tiên là niệm ra tiếng để nghe, có thể mất một thời gian. Rồi nghe xong rồi có lúc thì hên đó thì nó an lạc, còn xui thì nó bức rứt. Là hên xui phải không? Không biết tự chủ, không biết cái chỗ nào mà nó làm ra như vậy. Có bữa thì sao dễ chịu lắm, có bữa thì bực bội lắm, niệm như là không có tác dụng gì hết á, thấy nó không có lợi ích gì hết. Nó vậy thì cái đó nó cứ xảy ra vậy mà không biết đầu mối ở đâu đâu. Đầu mối đó là thứ nhất là nghe, niệm là nghe, nghe xong là để tâm, phải có cái tâm, có cái tâm ở trong đó là nghe cho rất rõ để nghe ra cái tiếng là A Di Đà Phật đó. A Di Đà Phật là Phật mình đang tin đó, mình đang muốn về đó. Nghe ra cái tên của Ngài đó, nghe cho rất là rõ, thì nghe ra tên của Ngài thì mới có lòng thành với Ngài, đúng không? Cái tâm đó bắt đầu nó mới có. Khi cái tâm nó có rồi đó, bắt đầu mới điều phục cái tâm. Đó là điều phục cái tâm, đó là không có chú ý nhiều, không có chú ý ít. Chú ý nhiều nặng đầu lắm, còn chú ý ít đó thì buồn ngủ lắm. Phải rất thoải mái chú ý nó. Chú ý thoải mái có nghĩa là để cái tâm trong cái tiếng nghe rất rõ mà lại chú ý rất thư thả, thì là niệm là nó an lạc, nó không có hên xui nữa mà nó là vậy, không có chuyện bữa nào hên mới an lạc, nó là nếu mà đúng là nó an lạc liền vậy thôi. Tại vì mình điều phục đúng pháp, nó giống như mình đọc một đoạn kinh mà thư thả lòng mình thì nó an lạc, còn đọc mà giống như ráng như đọc cho nó rõ cái nghĩa hay là đọc cho nó mơ mơ màng màng thì không được, phải theo cái nghĩa kinh mà phải điều cái tâm. Vậy nếu không điều cái tâm á, tai mỏ đánh sẽ nhanh, niệm một hồi rất nhanh là vậy đó. Điều được cái tâm á thì nó không có nhanh, nó cứ vậy á, nó thư thả, nó rất thoải mái. Còn nếu mấy đó là mình thấy á, giống như người mới tụng kinh á, mới tụng thì hay, tụng 15 phút sau là bắt đầu nó hơi rộn ràng, tụng tới gần hết nó chát lắm, nó mệt lắm, ráng cho nó hết. Cái đó là cái sự điều hòa nó đã không có đúng rồi. Làm sao mà lúc vào kinh và lúc kết thúc kinh đều giống nhau, người đó mới là quân bình được nó. Muốn như vậy rất khó, phải tu nhiều lắm, phải thư thả và không có gấp nó làm gì. Tụng để mình thanh tịnh, để mình hướng về Phật. Tại lời kinh lời nào cũng là lời quý báu hết đó, thấy không? Cho nên nếu mà mình cái tâm thô đó, là cái tâm thô còn đó, thì là rất là thô thiển. Tụng đánh chuông đánh mõ người ta biết, tụng cái tiếng Phật niệm lên người ta biết cõi lòng của mình, cái thô đó bao nhiêu, cái thô tâm đó còn bao nhiêu,
thô tâm đã hết đó, thường là những vị hòa thượng lớn tụng lại nó thánh thoát, nó đúng là không có bứt rứt ở trong, mà không có cần hết thời gian, mà toàn là lòng thành, lòng chân thành của các ngài giống vậy. Thì cái đó là phương pháp để làm cho chúng ta tu cho tốt. Dạ, hết bài còn bài dài nữa. Quý vị nghe, cái bài này á, đầu tiên là tín nguyện niệm Phật, bài thứ hai là làm sao ở trong chùa. Hai bài. Thì chân hiếu học đó là ngày lai quả là dạy ở trong chùa phải làm sao, phải biết quý, quý những cái giờ phút mà tụ họp vậy. Mà chùa đó thường là chúng tăng tụ họp một ngày tới 8-10 tiếng, là thời của các ngài. Thời của mình chúng tăng tụ họp ít lắm, cho nên giải đãi và tụ họp ít thì phiền não nó xâm nhập. Mình đó là đạo lý bình thường thôi, hãy tụ họp ít, tu ít thì nó xâm nhập thì buồn khổ. Buồn khổ thì mình làm khổ người ta làm khổ mình. Người nào cũng là người thương, đáng thương hết á, không có ai xấu đâu. Nhưng mà nếu tụ họp nhiều, niệm Phật nhiều thì cái thời gian phiền não nó sẽ giảm. Tự nhiên nó thanh tịnh cũng chẳng có giỏi đâu. Nhưng mà người muốn được mà niệm Phật nhiều, có thời khóa, có tổ, có những vị Bồ Tát hay là những vị Hòa Thượng là kèm đó, thì phải đầy đủ phước báo nó mới được. Không mấy là cái thời của mình vốn không có. Như chân hiếu đi qua mấy đạo tràng của người Tàu cũng thấy không phải là dễ đâu. Kèm quá người ta bỏ, mà bỏ ra thì người ta chết, người ta tu không được. Kìm quá người ta tu cũng không nổi nữa. Ngài nói đó, tất cả người niệm Phật á, cứ niệm 5-10 năm mà không thấy là hình như là nó không có chân thành vậy đó, cứ niệm Phật vậy thôi. Muốn chân thành làm không được, muốn nhiếp tâm làm không được. Rồi tổ mới đặt cái câu hỏi là tại sao vậy? Ai cũng thắc mắc, ủa con tu chân thành lắm, con cố gắng lắm mà sao cái tiếng Phật và cái sự tha thiết nó không có tới mức. Nó cứ quên hoài, nó cứ giống như tu, các ngài nói giống như mình, cái chân mình ngứa mà mang dài mình gãi vậy á, gãi ngoài chiếc dài không à, đó là vậy. Thì tổ nói đó, cái người tu bây giờ sở dĩ tu không có đắc lực, tu không được á, đó là bệnh rất là nặng của chúng sanh thời mạt pháp, bệnh nặng nhất mà bệnh này không có trị được, có thể nói là không có trị được, nan y á. Bệnh này là coi như thầy thuốc cũng phải bó tay đó. Là chúng sanh bây giờ không có ai mà tu chân thành như các tổ hồi xưa. Không có người nào niệm Phật tha thiết mà lòng thành sợ Sa Bà này, mà muốn cầu về Tây Phương mãnh liệt, ít lắm, mà toàn là bệnh. Bởi vì nếu mà Bồ Tát nhìn mình thì thấy mình đang bệnh, cho nên không có trách, mà thương mình lắm. Còn nếu mình không có phải vậy đó thì mình trách, à, không chịu tu, không chịu này, trách như vậy là không phải. Tại vì nghiệp và cái sự ràng buộc không ai muốn vậy đâu. Người ngài mới kể một câu chuyện đó, mình á, như người là phạm tội, thí dụ như mình là cái người phạm tội mà bị người ta sẽ đem đi tử hình ha, thí dụ như mình bị như vậy thì đầu tiên đó là mình sẽ biết tánh mạng này giữ không được, vài tháng nữa là sẽ đem ra xử hình rồi, không có sống được đâu. Thì lúc đó đó thì mình sẽ tìm hết mọi cách để mình thoát nạn, phải không? Mình tìm luật sư, mình tìm bao nhiêu người để có thể giúp mình. Thì cái lúc mà tìm đó đó, đầu tiên đó là tự ái không còn, phải không? Không có tự ái nữa. Đầu tiên là không có tự ái, mặt mũi gì cũng không cần ai khen hết, chê như thế nào cũng chịu, không có cần, vốn là không có cần. Đó là những cái gì tự ái, tự kỷ gì đó là không có còn nữa, phải không? Tại vì đang cầu cứu mạng mà. Ai chửi ai mắng mà cứu cũng chịu nữa, cứ chửi đi miễn sao làm cho tôi thoát nạn. Cho nên đó là cái người đó không có màng tới danh dự của mình, không có màng tới những cái tự ái tự kỷ của mình. Thì cái ngài nói là cái mặt của mình á thì dày bao nhiêu lớp cũng được hết á, người ta muốn làm gì làm, không có sợ mất mặt. Bây giờ kêu quỳ xuống lại cũng quỳ nữa, kêu bây giờ ăn phân ăn gì cũng ăn nữa đó, ăn để mà lấy mạng chứ. Thì cái người như vậy đó, của cải bao nhiêu cũng không tiếc. Bây giờ luật sư muốn ăn bao nhiêu tiền cũng chịu hết á, mà làm sao bôn ba ngày tháng làm sao cứu được cái mạng này để đừng có bị tử hình thôi. Thì cái người tử hình đó, tổ nói đó, đâu có còn thời giờ để mà ham xem hát vui chơi được nữa,
đâu còn thời giờ để mà làm cái gì mà mất thời giờ. Phải thời giờ đó chậm trễ một chút thì mạng này sẽ mất. Thì tổ nói đó, chúng ta tu hành cứ lấy cái ví dụ này làm cái tiêu chuẩn để mà học theo. Khi mà đang tu nghĩ mình là phạm sanh tử thì tổ nói đó, mình phạm pháp thế gian có thể chạy chọt tiền, có thể mua chuộc người ta để hết, mà phạm pháp sanh tử thì diêm vương không có ăn hối lộ được. Nghiệp chướng nó không biết, nó không chịu. Cho nên phạm pháp sanh tử là không có bao giờ chạy được. Còn phạm pháp của thế gian á, có thể trốn qua nước ngoài được, có thể tìm mọi phương pháp, có thể là đút lót tiền, có thể là mướn luật sư. Còn phạm pháp của cái bệnh sanh tử đó thì hãy tới là diêm vương bắt, không có cách nào mà chạy được. Thì về chảo dầu sôi và lục đạo luân hồi nhất định là phải vào. Người phạm pháp thế gian bị đuổi bắt, có thể lẩn trốn, có thể miễn xá, có thể những cái ngày mà lễ lớn người ta miễn tội. Người phạm pháp sanh tử thì không có miễn tội. Một phen mà bị bắt á, thì không có ngày ra, mà xử rất là nghiêm khắc, không có đường để thoát. Cho nên chúng ta sống làm thân người ở đây thì rất nguy hiểm, và pháp sanh tử thì đã phạm, nhất định là diêm vương sẽ bắt, đâu có chạy thoát được, mà chúng ta không có thấy được, cho nên cứ vẫn thờ ơ theo tháng ngày mà sống, tới ngày ông bắt thì chịu thôi, chứ không có biết tìm cái phương nào để thoát được. Mà may là có Phật Di Đà, có đại nguyện của Phật, có bao nhiêu chư tổ đã giải thoát được, để dạy dỗ mình, để mình sống không có uổng cái thời giờ. Tại vì mình sống mà cứ ăn, rồi ngủ, và làm việc, thiệt là uổng lắm. Mình phải tu mới thấy nó giá trị cuộc đời, cái tâm linh mình nó mới là vui được, nó rất là hạnh phúc, nó rất là an lạc, tại vì mình không có phí cái thời gian. Việc sanh tử này rất là nghiêm khắc, rất là khó trốn thoát, cho nên từ bây giờ đã hiểu được đó, thì hãy đem mấy câu niệm Phật để trong tâm, niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục, quên thân quên mạng để mà niệm. Không có tự ái, không có ích kỷ, không có nhỏ mọn, không có ganh tị gia, không có thèm gì hết đó. Cứ A Di Đà Phật mà niệm thì mới ra được, mới thoát được nó. Có nghĩa là người tu, thì cái bài này đó là người tu đó đã biết phạm pháp sanh tử, đã muốn thoát á, thì tự kỷ, tự ái không cần, mặt mũi không cần. Muốn khen, muốn chê, không có sao. Tôi không cần danh lợi, không có cần cao, không cần thấp gì hết. Tôi biết là đời sống này tôi niệm A Di Đà Phật, tôi an ổn. Như cái bài trước, niệm A Di Đà Phật ngàn phần ổn thỏa mà. Mà mình sống không có sợ sanh tử lại rất vững vàng, mà niệm biết cách điều hòa thân tâm an lạc, vui lắm, an lạc lắm, chỉ cần thời gian, niềm tin và mình ra sức. Việc tu này đó là không có cần mặt mũi mình, không có cần tự ái vậy đó, không có để ý tới gì, chỉ là ngày đêm đều niệm A Di Đà Phật, mà theo cái bài trước là tùy duyên mà niệm, theo thời tiết mà niệm, hoàn cảnh gì cũng niệm Phật, không có nghĩ tới là niệm được nhất tâm hay là tán loạn. Bi bữa nay niệm giỏi là không niệm giỏi, bữa nay tán loạn nhiều hay là nhất tâm nhiều, không có thèm để ý tới nó, cứ một lòng niệm. Tại vì tán tâm cũng niệm chứ tán tâm mà nghĩ sao. Nhưng nhiều khi nói con niệm Phật tán tâm quá, cái không niệm. Bây giờ tán tâm cũng niệm, tại sao phải bỏ? Tán tâm cũng phải niệm Phật vậy, mà nhất tâm cũng niệm Phật, cho nên nói chung quy rồi, dù có tán loạn cũng niệm A Di Đà Phật thôi. Như vậy là chỉ có một con đường vậy thôi. Dù tán loạn cũng niệm, dù không tán loạn cũng niệm, dù mặc áo cũng niệm, ăn cơm cũng niệm, lúc nào cũng niệm, không có màng tới cái gì hết, chỉ sợ cái bệnh sanh tử này là diêm vương sẽ bắt. Cho nên là tự ái, tự gì cũng không còn, ai kêu cái gì cũng không có ngăn được tiếng Phật, mà niệm nhiều. Thức dậy là niệm, điều hòa nó, sẽ thấy cái tiếng Phật trong lòng lúc nào cũng có. Rồi tin Phật, giữ cái niềm tin nó cho chặt, đừng có quên. Thì như vậy mình không có phóng túng nhiều, đúng không? Nếu mình phóng túng mình sẽ quên đó. Mình phóng tâm ra ngoài đó, mình không nhớ ngày nữa. Cái chừng mình bệnh khổ mới nhớ. Còn này mình rèn luyện, lúc nào cũng nhớ. Và cái tiếng Phật lâu ngày đó, nó sẽ vào tâm. Không có màng tới là bữa nay vui, bữa nay buồn, bữa nay khổ, hay là hoàn cảnh của tôi như thế nào, không có màng tới. Mà cái tâm không màng cũng không thèm để ý tới cái tâm đó nữa. Hay ha. Nên như mình cứ nói là giờ tôi không màng gì hết, nhưng mà mình cứ đi đâu mình cũng khoe với người ta là tôi không màng.
là mình để tâm vô cái chỗ không màng. Rằng nó còn trong lòng mình đi đâu mình cũng nói lúc này tôi không có lo gì hết, tôi bỏ hết rồi, nhưng mà cái tâm bỏ đó mình còn giữ nó. Chỗ nó không có cần cái tâm đó nữa, chứ Di Đà Phật thôi, không có cần cái tâm đó thì cũng không có thấy mình màng hay là không màng nữa. Mà nó là không có để cái tâm đó, tại để cái tâm đó nó sẽ cao ngạo, sẽ chướng ngại. Cho nên tu giỏi, thấy mình tu giỏi đó, cái tâm đó phải bỏ thì nó mới tốt. Không bỏ đó là mình sẽ thấy người ta tu dở, mình ghét, mình bực. Đó là tại cái tâm ở trong đó mình được cái gì, mình thấy mình được cái đó, cho nên đó là được cái gì là bỏ cái đó, bỏ cái đó thì sẽ an lạc. Cho nên cái tâm không màng, cũng không có để ý cái tâm đó nữa, thì ngày đêm nó làm người khù khờ, cầm sao chuỗi niệm Phật. Niệm không biết cách thì tập từ từ điều hòa, nó có tiếng Phật ở trong lòng đó, điều hòa nó đúng pháp, sẽ đắc được an lạc. Sẽ rất an lạc đó. Rồi điều chỉnh nó, niệm miệng, niệm tai nghe cho nó vào tâm, hai pháp hơn niệm để ý nó, từ từ nó sẽ sanh ra trong tâm của mình. Mình sẽ thấy khi mình niệm Phật nhiều, mình thích Tây Phương lắm, mình thích về Phật lắm. Đó là hai pháp hơn niệm trong lòng đó, nó lớn mạnh thì bản sinh à. Hai pháp đó là bí quyết, Nguyễn Quang cũng nói vậy mà. Bí quyết là hai pháp hơn niệm, là con thơ nhớ mẹ đó. Như thế đó, cứ đừng có để ý gì hết, đừng có lo mặt mũi gì hết, cứ mà niệm Phật vậy đi thì lo gì mà không có vãng sinh. Thì cái chuyện mà lo con vãng sinh hay không cũng không có thèm lo. Thì các ngài nói cái chuyện vãng sinh là Phật lo, ông là lo niệm Phật, còn cái chuyện tiếp dẫn là không phải ông lo. Ông lo làm chi? Ông lo đâu có được, tại ông đâu có đi được, ông đâu có tự đi được. Cái chuyện đó là nguyện của Phật, mà Phật hứa đâu có bỏ ông. Ông chỉ niệm Phật nhớ ngài đi, còn ngài dắt ông đi rồi để ngài lo. Ông còn lo nhiều quá, giống như ông biết là Phật có đón không, tại ông lo dư thừa thôi, lo cũng chẳng được. Niệm thành tâm thì sẽ được. Cho nên người niệm Phật suốt cuộc đời không có lo ganh ghét ai, không có dòm ngó ai, cũng không có nghĩ là tôi phải được phước báo gì, hay là tôi có hoàn cảnh tôi khó khăn như thế nào, cũng không có ganh tị, mà có lòng thương, tâm thiện, chấp trì danh hiệu, sống cuộc đời đơn giản là hết. Sống cho tới ngày chết là mỗi ngày công phu mỗi tiếng thì rất là vững, không có sợ là chết rồi Phật có đón hay không, tại đó là chuyện của ngài mà, ngài đâu có bỏ, chỉ có mình bỏ ngài thôi, giống vậy. Nhưng mà phải rèn luyện thì có thể là phải từng mức, mỗi người mỗi khác. Như chân hiếu thì cũng nhiều năm rồi, cái tâm nó cũng thay đổi nhiều. Quý vị Phật tử nhiều khi nghe nói vậy chứ cũng khó lắm, tại trong đó nó nhiều lắm, nó nhiều thứ cản trở lắm. Giống như suy nghĩ á, nó cứ suy nghĩ mông lung, nhiều khi nó không đáng mà cứ nghĩ hoài. Niệm Phật thì niệm, nhưng mà nó cứ nghĩ lo không biết ngày mai sao, cái này cái kia. Thì tổ nói mà bỏ hết nó đi, cứ sống theo nhân duyên thời tiết, chấp trì danh hiệu, đơn giản, làm người khờ khờ vậy, an lạc. Lo nhiều quá anh chị, phải không? Cứ niệm Phật nhất tâm rồi, cái tâm lo không còn, nó đi đâu á, thì mình cười, cười trong hoàn cảnh của mình. Giờ hết rồi thưa quý vị, hay gì là Phật? Dạ, 40 phút. Quý vị thắc mắc gì không? Đơn giản phải không? Tu rất đơn giản, nhưng mà tâm mình không đơn giản thì nó thành ra phức tạp. Bởi vì mình bỏ hết thì nó đơn giản. Đầu tiên là không có nhìn lỗi người ta, không có nhìn bên ngoài. Ai cũng vui, ai cũng cười, ai cũng thương hết. Tập cái đó trước, lâu lắm mới tập được. Tập cái đó rồi hết phiền não à. Rồi cái thứ hai là tập người ta làm cho mình khổ, mình không ghét người ta. Khó mình tập. Rồi cái thứ ba đó là khi nào mà người ta làm chướng ngại cuộc đời mình không có sân hận, mình để trong lòng, mình cứ mở lòng từ bi, lấy tình thương để đi vào cuộc đời, lấy cái lòng thương của mình để xoa dịu cái sự hận thù. Tại vì hận thù có thể là kiếp trước mình gieo mà. Kiếp này giống như cái người đó sống chung với mình, không có thích mình, chướng ngại mình cứ thương thì tự nhiên nó nhẹ lắm. Mặc dù nó cũng không có được như là bạn, nhưng mà nó tốt lắm, nó đỡ dữ lắm, nó đỡ khổ cho mình lắm. Còn nếu mình không thương người ta, mình bực, anh nói tôi một tiếng, tôi nói anh nửa tiếng, anh nói tôi hai câu, tôi nói anh một câu,
tôi cũng còn tốt lắm rồi. Nhưng mà không phải đâu, anh nói tôi đi, tôi thương, tôi mở lòng thương, tình thương của tôi có thể cảm động anh chứ, phải không? Người mà có tim mà, phải không? Lâu ngày cũng cảm động chứ. A Di Đà Phật. Quý vị xa chân.